nhiều chị em vẫn nghe quảng cáo bột mầm đậu nành có tác dụng bổ sung nội tiết tố nữ. Thực hư như thế nào? Theo các chuyên gia sản phụ khoa, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần quan tâm đến hai yếu tố sau đây. Thứ nhất đó là hàm lượng isoflavone trong mầm đậu nành. Dù bất kỳ ở dạng chế phẩm nào, mầm đậu nành được sử dụng để bổ sung nội tiết phải là dạng mầm đậu nành dược liệu, không biến đổi gen và có hàm lượng isoflavone cao Đậu nành dùng để bổ sung nội tiết tố không phải là đậu nành mà chị em mua ngoài chợ Đó là đậu nành thực phẩm, hàm lượng nội tiết không cao Để có thể bổ sung hàm lượng isoflavone được khuyến cáo cho phụ nữ trên 30 tuổi Trung bình chị em phải dùng tương đương với một cân bột đậu nành mỗi ngày Một con số khá lớn và thiếu khả thi Đó cũng là lý do các nhà khoa học đã tìm ra cái cách chiết xuất cô đặc tinh chất mầm đậu nành và làm giàu hàm lượng để phụ nữ có thể sử dụng đơn giản và dễ dàng hơn. Thứ hai đó là cái công nghệ ủ mầm và quy trình sản xuất. Bột mầm đậu nành thường được sản xuất với quy trình thủ công và thô sơ đi từ ủ mầm đậu nành đến sấy khô và sau đó được xoay nhuyễn thành bột. Bởi vậy, cái giai đoạn thành phẩm hàm lượng hoạt chất isoflavone rất là thấp chỉ chiếm 0,1 đến 0,2% thì khả năng hấp thụ kém do bị trộn lẫn với nhiều tạp chất. Chính vì vậy, bột mầm đậu nành chỉ được dùng như một loại bột thực phẩm dinh dưỡng chứ không có tác dụng tăng cường nội tiết, cải thiện nhan sắc, sức khỏe như, như những cái lời quảng cáo. Thay vào đó chị em phụ nữ nên bổ sung nội tiết tố nữ với tinh chất mầm đậu nành ở dạng tinh chất. Đây là cái dạng bào chế tinh khiết do hàm lượng isoflavon cao nhất để dễ hấp thụ hơn và mang đến hiệu quả bổ sung nội tiết tố nữ tối ưu. Và NeferTiti bổ sung ớt cho gen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành hàm lượng hoạt chất rất là cao, 200 mg trên mỗi một gói. NeferTiti sử dụng 100% đậu nành dược liệu đạt tiêu chuẩn đầu vào HCCP sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại được Bộ Y tế kiểm nghiệm chất lượng. Ngoài ra NeferTiti còn có thêm các thành phần thảo dược quý như là hà thủ ô, bài thuốc tứ vật thang, collagen tip 1 giúp bồi bổ khí huyết, tăng khả năng hấp thu nội tiết tốn từ tinh chất mầm đậu nành. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cốm Nefertiti xin quý khách truy cập website www.ky.vn hoặc hotline 0786 168 999.